Cây ngao hay còn gọi là cây ngao là noni. Nó là một loại cây có công dụng rất lớn trong việc chữa bệnh, nên được coi như là một trong những dược thảo quý mà được các thầy thuốc đông y rất tin dùng. Quả ngao chúng ta có thể ăn cùng với muối giúp dễ tiêu nhuận tràng, làm thuốc để điều trị về băng huyết, bạch đới, ho cảm, hen hay là đau gân cùng với đái tháo đường. Nướng chín quả nhau thì có thể chữa chữa kiết lỵ, ăn một ngày có thể từ 1 đến 3 quả. Tuy nhiên thì nó có mùi hăng nồng và cay nên rất khó ăn được nhiều. Lá nhau chúng ta giã nát đắp vào nơi cũng nhọt, mau sẽ mau lên da non, và khi sắc uống thì chữa được lỵ, chữa sốt và có thể làm được thuốc bổ. Lá nhau còn được dùng để nấu canh, đặc biệt là nấu canh lương ăn rất là bổ dưỡng. Vỏ cây nhau thì có thể nấu nước cho người phụ nữ sau khi sanh, uống thì sẽ được bổ máu. Gãy nhau thì ngoài công dụng là từ thở xa xưa, được dùng để nhuộm màu đỏ cho vấn tóc gỗ lặc của người Việt chúng ta. Từ thở xưa đã rất là quý gãy nhau, dùng để là nhuộm màu đỏ cho vải lụa. Khi chúng ta gãy nhau mà chúng ta đem về cắt nhỏ sao vàng ngâm với rượu thì sẽ trị được nhức mỏi đau lưng. Có khi chúng ta dùng quả nhau còn non cắt mỏng sao khô thì nó có công dụng y như là rễ nhau. Rễ nhau thì được dùng làm thuốc chữa huyết áp. Ngày nay đã có một rất nhiều hiệu thuốc được chế thành cao từ rễ nhau. Và liều dùng mỗi ngày chúng ta có thể uống từ 30 đến 40 gram, uống như là uống nước trà. Sau chừng 15 ngày sẽ cảm thấy một kết quả rất là rõ rệt. Ở người dân miền Nam thì thường dùng cây nhào để làm thuốc điều kinh, hạ huyết áp, trị băng huyết, khí hư, bạch đế, viêm phế quản, ho hen và cảm mạo. Với góc nhìn của y học hiện đại thì vỏ, vả và rễ của cây nhào chứa glucoside, anthraquinone, alkaloid, polysaccharide. Trong quả và lá thì có teron, nghi quả còn có thêm là rosipronin cùng với camarin. Và nhào có rất nhiều công dụng, như chúng ta có thể điển hình 7 tác dụng của cây nhào, đó là giúp nhuận tràng và lợi tiểu, làm im dịu thần kinh, trên dây thần kinh giao cảm, hạ huyết áp, loại bỏ độc tố, nó tăng khả năng hấp thụ, tiêu hóa và sử dụng vitamin, thảo dược và khoáng chất. Có khả năng là giúp chống lại oxy hóa cao, giúp ngăn chặn sự hủy hoại của những gốc tự do. Và cây nhào thì giúp giảm đau, sử dụng trong những trường hợp chữa những cơn đau trong cơ thể như là đau lưng, đau cổ, đau cơ, đau dây thần kinh hay là những cơn đau như căng thẳng, đau nửa đầu, hỗ trợ cho hệ thống miễn dịch, kích thích sự sản xuất tế bào T và đặc biệt chống viêm. Cây nhào thì có tác dụng rất lớn khi sử dụng điều trị những trường hợp bệnh lý liên quan đến cơ và khớp như là bệnh viêm khớp, hội chứng nhức xương cổ tay. Đồng thời thì cây nhào còn giúp giảm đau và giảm sưng những vết thương với triệu chứng như là vết thâm tím, căng da và bóng, hiệu quả trong việc là chữa trị vết loét, ngừa phát ban. Và chúng ta có những bài thuốc cơ bản chữa bệnh từ cây cây nhào. Đó là đầu tiên, trị huyết áp cao. Chúng ta có thể dùng rễ nhào cắt nhỏ phơi khô, mỗi lần dùng là 30 đến 40 gram, nấu uống cả ngày. Sau một đợt uống từ 10 đến 15 ngày, khi kiểm tra lại, nếu như huyết áp đã giảm thì chúng ta sẽ bớt đi lượng rễ nhào từ từ xuống và uống liên tục thêm 2 tháng nữa, huyết áp sẽ trở nên ổn định. Chữa lỵ, tiêu chảy và cảm sốt thì chúng ta dùng lá nhào còn tươi, 3 hoặc là 5 lá, rửa sạch, nấu với nửa lít nước, còn lại 200 ml, chia 2 lần uống trong ngày, uống liên tục 5 ngày. Chữa mất ngủ, suy nhược thần kinh và huyết áp cao thì chúng ta dùng rễ nhào là 24 g, thảo quyết minh, sao thơm 12 g, rau má 8 g, thổ phục linh 8 g, vỏ bưởi là 6 g, gừng củ 3 lát. Chúng ta cũng dùng nửa lít nước, sắc còn lại là 250 ml, chia làm 2 lần uống trong ngày và đặc biệt là uống khi còn nóng.
giữa những người phụ nữ rối loạn kinh nguyệt mà huyết áp cao thì dùng quả nhào 20 g, ít mẫu 20 g, hương phù hay còn gọi là củ gấu, tẩm giấm sao vàng 12 g, cam thảo dây là 6 g, sắc uống ngày một thang, chia làm 2 hoặc 3 lần uống trong ngày. Chữa đau lưng, nhức mỏi chân tay thì chúng ta dùng quả nhào đã già sắc mỏng khoảng 200 g, ngâm với 2 lít rượu, uống ngày 2-3 lần, mỗi lần uống là 1 ly nhỏ. Chữa đau lưng do thận suy thì chúng ta dùng rễ nhào là 12 g, rau ngót là 8 g, cối xay 8 g, dây gùi 8 g, ngó bằng 8 g, đậu xanh 8 g, tầm gửi cây dâu là 8 g, rễ ngà voi là 8 g, ngũ trảo là 12 g. Cũng dùng nửa lít nước, sắc còn lại 250 lít, chia làm 2 lần uống trong ngày, đặc biệt vẫn là uống nóng. Chữa táo bón ở người cao huyết áp thì chúng ta có thể là ăn một quả nhào tươi, thêm một tí muối. Chữa đau nhức cho phong thấp thì rễ cây nhào là 20 g, di đau xương là 20 g, củ khúc khắc hay còn gọi là thổ phục linh 20 g, rễ cò xước 20 g, cam thảo dây là 6 g. Sắc uống ngày một thang, chia làm 2 hoặc 3 lần uống trong ngày. Sau một thời gian, chúng ta sẽ thấy hiệu quả rất là rõ rệt.